Lý Tuấn, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội tôi. Hồ gia chúng tôi không hoan nghênh thứ suối quẩy như cậu. Hồ Vân, chị bị cái gì thế? Nếu như không nhờ Lý Tuấn, làm sao em có thể có được hợp đồng của tập đoàn Long Thần chứ? Chị có thể biết ơn chút không? Tôi không có lòng biết ơn sao? Nếu không phải vì hắn, làm sao Hồ gia chúng ta lại thành ra thế này chứ? Người mà để cô có được hợp đồng là gì? Không phải hắn. Huống chi, để hắn tới đây, ngoài việc ăn trực thì còn có thể làm gì nữa chứ? Sao chị có thể nói Lý Tuấn như vậy? Nếu không phải nhờ anh ấy, Hồ gia chúng ta sớm đã bị Tiêu gia rỉa đến không còn gì rồi. Đủ rồi, đi từ xa đã nghe thấy chị em các con cãi nhau. Hôm nay là sinh nhật của lão phu nhân, mẹ không muốn nghe những lời bất hòa nào ở đây nữa. Mẹ, nếu không phải vì tên khốn này, Hồ gia chúng ta làm sao có thể trở nên như thế này chứ? Miễn là cậu ta không ở đây thì con hứa sẽ im lặng, không nói một lời. Chị, cô im lặng đi Hồ Như. Có phải cô chưa rút kinh nghiệm phải không? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng qua lại với loại người này. Bây giờ cô không biết xấu hổ, cô muốn để Hồ gia chúng ta bị hủy hoại cùng hắn sao? Con Lý Tuấn, cậu là người thông minh. Nếu đã là người thông minh thì nên biết bây giờ cậu và Hồ Như của chúng tôi không cùng một đẳng cấp đâu. Nếu cậu vẫn còn tình cảm với nó thì cậu nên cuốn gói út ngay đi, chứ đừng giống như con chó kẻ cứ quanh quẩn bên cạnh Hồ Như nữa. Nếu mọi người không cho Lý Tuấn tham dự, vậy thì con cũng không ở lại nữa. Lý Tuấn, chúng ta đi thôi. Hồ Như, cô đứng lại cho tôi. Hôm nay là sinh nhật của bà nội cô, cô quên bà nội đối xử với cô thế nào sao? Bây giờ cô muốn vì một kẻ thấp kém mà chia rẽ Hồ gia chúng ta, đúng không? Được rồi, Hồ Như, anh sẽ không tham dự sinh nhật bà nội nữa, nhưng em nhất định phải dự, em hiểu không? Lý Tuấn, em yên tâm đi, chồng em cũng không yếu đuối như vậy đâu. Lý Tuấn, cậu đúng là không biết ngại, cả Giang Thành này đều biết cái danh bám váy đàn bà của cậu. Bây giờ đến tham dự tiệc mừng thọ của Hồ gia, không sợ bị người ta chê cười sao? Hồ Vân, nếu chị còn nói nữa thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ chị em luôn. Từ nay về sau, chị đừng nghĩ tới việc nhờ em giúp nữa. Cô, đủ rồi, đừng cãi nữa. Lý Tuấn, đây là tiệc mừng thọ của Hồ gia, cậu đừng có mà tham dự. Hộ pháp đại nhân Tô Nguyệt tới. Long Thần Điện hộ pháp đại nhân, cô đến rồi. Tôi đã nói là từ sáng sớm đã có con chim hỉ thước hót ríu rít trên cây, thì ra là để báo cô đến. Mời ngồi. Sao anh ấy không ngồi? Tô Nguyệt đại nhân, cô không biết rồi, cái tên này chẳng qua chỉ là kẻ nhà quê đến vỏ tiền thôi. Với thân phận của cậu ta, sao có thể ngồi cùng với cô chứ? Sẽ xui xẻo lắm đấy. Thật không ngờ, thì ra ngưỡng cửa Hồ gia lại cao như vậy. Xem ra Long Thần Điện chúng tôi cũng là người nhà quê trong lời của bà rồi. Là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Tô Nguyệt đại nhân, tôi tuyệt đối không có ý xem thường cô đâu mà. Thôi thì thế này đi, chúng ta cùng ngồi đi. Tôi cũng xin lỗi cô vì những lời tôi vừa nói. Xin lỗi. Vậy còn được, còn đứng đó làm, còn không mau ngồi xuống. Cái đồ ăn trực. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Lý Tuấn, cậu đã đến mừng thọ rồi, vậy quà của cậu đâu? Chờ một chút đã, tôi đích thân tặng. Khi lão phu nhân đến cũng không tự xem mình là ai, như vậy mà còn muốn theo đuổi em gái tôi. Đừng suốt ngày mơ mộng ở đây nữa. Lý Tuấn đã nói rồi, gì anh ấy đã chuẩn bị quà, sao mọi người lại không tin thế? Muốn chúng tôi tin thì cậu mang quà ra đi. Nếu cậu ta có thể đem quà ra thì tôi lập tức xin lỗi cậu ta. Cậu có đem ra không? Nực cười. Hồ Vân, chị mới nực cười đấy. Chị nghĩ là em sẽ lừa chị sao? Hỗn láo, bây giờ cô vẫn chưa lấy chồng mà cô đã nói thay nó rồi. Tôi nuôi cô có tác dụng gì không? Mẹ, từ đâu mẹ đã muốn gả con cho Tiêu gia? Mẹ còn biết gì ngoài việc mình hot chứ? Đồ nhãi, ăn nói bừa bãi. Hôm nay nếu không thể đưa quà ra thì cậu ta đừng nghĩ đến việc bước vào cửa Hồ gia. Tôi đã mang quà đến rồi. Quà gì cơ? Theo lệnh của điện chủ, tặng cho Hồ gia sòng bạc Tứ Hải, trị giá 10 tỷ, hợp đồng chuyển nhượng đang ở đây.
ý cô là gì? Sòng bạc Tứ Hải vốn là tài sản của Lý gia, vốn thuộc về Lý thiếu gia. Nhưng hôm nay Lý thiếu gia tặng cho Hồ gia, chúc lão phu nhân sống lâu trăm tuổi. Sòng bạc 10 tỷ này hóa ra thật sự là tài sản của Lý Tuấn. Cái này làm sao có thể? Làm sao cậu ta có thể có tài sản lớn như vậy chứ? Không đúng, tôi không tin. Vậy chẳng phải là vào ngày sinh nhật của bà nội, Lý Tuấn đã tặng một món quà vô cùng quý giá hay sao? Chuyện này có hơi khoa trương rồi. Chuyện này làm sao có thể? Sao lại? Im miệng cho mẹ. Con rể, con đến thì cứ đến thôi. Con tặng một món quà quý giá như vậy, mặc kệ họ. Chúng ta đi gặp lão phu nhân đi. Bác gái, không cần đâu. Con nói gì vậy? Con là con rể Hồ gia chúng ta, Hồ gia chúng ta đối xử tốt với con cũng là lẽ đương nhiên mà. Hồ Vân, con nói xem. Dạ đúng, con đã nói rồi. Lý Tuấn không phải người không có chí lớn. Hôm nay không phải đã thể hiện ra rồi đấy sao? Đúng rồi, cái sòng bạc sang trọng này cậu có thể tặng cho tôi không? Tôi thích chơi mấy trò ở đó lắm. Cô Hồ Vân, từ nay về sau cái sòng bạc sang trọng này sẽ là của cô. Hợp đồng chuyển nhượng sòng bạc Tứ Hải, tôi biết cậu mến tôi nhất mà. Lý Tuấn, em sẽ lên trước. Khi nào cuộc họp bắt đầu, em sẽ gọi anh lên. Được. Điện chủ, quả nhiên anh đoán không sai. Giang Thành đã bị Tiêu gia thao túng từ lâu, trở thành một cái thùng rỗng. Thảo nào, bọn họ lại dám to gan như vậy. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ cũng không thể khiến đại hạ lay chuyển được đâu. Chắc chắn bọn họ đang che giấu một người có quyền lực to lớn đằng sau. Phải. Điện chủ, anh cũng đã quay lại rồi. Anh có muốn đến Long Thần một chuyến không? Dù sao thì anh cũng là sếp của Long Thần. Đây là xe riêng dành cho cấp cao của Long Thần. Tôi sẽ lấy chìa khóa xe, còn đi qua đó thì không cần đâu, phiền phức lắm. Chồng ơi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh mau lên đây đi. Được, tôi đi lên trước. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Dự án đấu thầu quý 2 với tập đoàn Long Thần sắp đến hạn kết thúc rồi. Chỉ cần có thể thiết lập quan hệ với tập đoàn Long Thần, mọi vấn đề của Hồ gia chúng ta sẽ được giải quyết dễ dàng. Còn mấy ngày nữa, ai sẽ qua bàn chuyện với Long Thần đây? Mẹ, mẹ có thể bảo Hồ Như đi. Hồ Vân, dự án với tập đoàn Long Thần trước giờ là do chị đảm nhiệm, mấy tháng rồi cũng không làm xong. Giờ chỉ còn mấy ngày nữa thôi, em có thể làm gì được nữa chứ? Hồ Như, Lý Tuấn của cô không phải rất lợi hại sao? Dám tự nhận bản thân mình là khách quý của tập đoàn Long Thần, chỉ là một hợp đồng, không phải dễ như trở bàn tay sao? Được thôi, không thành vấn đề. Ai cho cậu sự tự tin này vậy? Dự án đấu thầu quý trước với tập đoàn Long Thần, Hồ Bảo bác cả của Hồ gia, ngay cả người giàu nhất Giang Thành cũng không thể giành được. Cậu nghĩ mình có thể làm được sao? Nói anh ta lợi hại, anh ta còn tưởng thật. Mấy người làm không được chứng tỏ là mấy người vô dụng. Tôi hỏi mấy người, nếu Hồ Như làm được, các người định sẽ thế nào? Lý Tuấn, nói thì nói sao chẳng được. Nếu như Hồ Như có thể đàm phán thành công với tập đoàn Long Thần, vậy tôi sẽ giao toàn bộ cổ phần của tập đoàn Hồ Thị cho cô ta nắm giữ. Nhưng nếu cô ta không giành được cơ hội hợp tác với tập đoàn Long Thần, thì cô ta sẽ phải cút khỏi tập đoàn Hồ Thị. Thế nào? Được thôi. Tốt, vậy nhờ mẹ làm chứng cho. Tôi sẽ đợi tin tốt của hai người. Không biết lượng sức. Nếu đã quyết định rồi, Hồ Như, vậy dự án này sẽ giao cho con. Đừng làm mẹ thất vọng nhé con. Lần này toang thật rồi.
Chồng ơi, anh chuẩn bị tinh thần, nhịn đói với em đi. Em yên tâm, hợp đồng lần này sẽ là của em. Không được, phải cố gắng thử mọi cách. Vẫn còn một ngày mà, em phải tranh thủ chuẩn bị tài liệu. Tùng Nguyệt, mai Hồ Như sẽ đến tập đoàn Long Thần bàn chuyện hợp tác. Cô lo liệu hợp đồng đó cho tôi nhé. Không phải Hồ Như đây sao? Không ngờ cô dám đến tận đây. Hồ Như, dự án mà tôi không lấy được, cô nghĩ mình là ai mà đòi lấy được chứ? Cô có từng nghĩ tới cô không giành được là bởi vì cô vô dụng không? Anh chán sống hả? Chúng ta không cần phải chấp nhất với hạng người này đâu. Hồ Vân, chúng ta đi. Lý Tuấn, đi đi. Anh tin em, anh ở ngoài đợi em. Chào cô, tôi là Hồ Như, đến từ tập đoàn Hồ Thị. Tôi đến để bàn chuyện hợp tác. Xin hỏi, sếp của cô có đang rảnh không? Cô là cô Hồ Như đúng không? Sếp tôi đã có dặn trước rồi. Đây là hợp đồng ký kết với quý công ty. Sau khi quý công ty ký tên đóng dấu xong, trả về trước 6 giờ ngày mai là được. Đúng thật là hợp đồng đấu thầu công trình của tập đoàn Long Thần. Được thôi, tôi nhất định sẽ giao lại cho quý công ty trước 6 giờ tối mai. Thành công rồi hả? Chỉ là vẫn chưa gặp được sếp của tập đoàn Long Thần. Cảm giác có hơi hụt hẫng. Yên tâm đi, vẫn còn cơ hội mà. Đúng rồi, bác cả vừa mới gọi điện cho em, nói ở nhà có việc gấp. Chúng ta mau về thôi. Em vui quá đi mất. Suýt thì em quên. Lý Tuấn, có phải là anh nhờ Tô Nguyệt giúp đỡ không? Vợ anh thông minh thật. Bị em đoán trúng rồi. Đó là đương nhiên. Không đúng. Khoan đã. Cho dù anh có là khách quý đi nữa, dự án quan trọng như vậy cũng đâu thể dễ dãi vậy được. Lý Tuấn, có phải anh đi năn nỉ người ta rồi không? Không có. Em nghĩ nhiều rồi đấy. Vậy thì tại sao chứ? Nếu anh nói thì có phần thưởng gì không? Thật ra anh là sếp của Long Thần đấy. Bọn họ đều phải nghe theo lời của anh. Chỉ biết chém gió thôi. Mau nói đi mà. Còn nữa, chiếc xe này ở đâu mà có vậy? Tô Nguyệt tặng anh. Lý Tuấn, Tô Nguyệt giúp anh là bởi vì nệ tình nghĩa giữa hai người. Nhưng anh cũng không thể cứ thế đón nhận lòng tốt của người ta được. Em không mong là anh bị người khác xem thường đâu. Được rồi, anh biết rồi. Em lên tặng quà trước đi. Anh ở đây đợi em. Hôm nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn chúc mừng cho em. Chồng thật tuyệt vời. Tống ra. Cái gì? Long Thần thật sự giao hợp đồng cho Hồ Như sao? Tống Tùng, sao thế anh? Thằng bạn bên Long Thần nói với anh, bên họ đã giao hợp đồng cho Hồ Như rồi. Cái này phải làm sao đây? Vậy thì toàn bộ cổ phần của chúng ta đều phải giao cho cô ta sao? Lo cái gì, hợp đồng trong tay cô ta chưa chắc là của cô ta đâu. Mai mới là tiệc mừng công mà. Chỉ cần chúng ta có hợp đồng trong tay, sợ gì bố con thằng nào. Nhưng mà hợp đồng đang ở chỗ Hồ Như. Đi cước về là được mà. Anh nhớ em có một gì nhỏ, tên là Lâm Phương, là giám đốc nghiệp vụ của Long Thần cơ mà. Người đó bỏ nhà đi lâu rồi, với lại em cũng không thân thiết gì. Anh có hiểu đôi chút về người này. Rất ít người biết và ta rất mê cờ bạc. Qua đây để anh chỉ em.
Lâm Phương, giám đốc của tập đoàn Long Thần. Hồ Vân, sao hai người lại đến đây? Dì nhỏ, hợp đồng Hồ Như gửi đến đang ở đâu? Hợp đồng gì chứ? Dì chưa từng thấy nó. Dì nhỏ, nghe nói dì thiếu người ta một khoản lớn tiền cờ bạc. Nghe nói dì còn thế chấp cả giấy tờ nhà rồi. Không biết chuyện này có phải thật không? Nợ cờ bạc gì chứ? Cháu đang nói gì vậy? Dì nghe không hiểu. Dì nhỏ, chỉ cần dì đưa hợp đồng cho cháu, số nợ cờ bạc đó cháu sẽ trả giúp dì. Dì nhỏ, bọn cháu đều là người của Hồ gia, hợp đồng này đưa cho ai cũng như nhau thôi mà. Hơn nữa, Tống tổng chỉ muốn sớm lấy được bản hợp đồng này để lão phu nhân vui lòng thôi. Nếu dì còn do dự nữa, có khi lát nữa Tống tổng đổi ý thì số nợ cờ bạc của dì không ai trả cho nữa đâu. Tống thiếu gia, cậu thật sự sẽ giúp tôi trả số nợ đó sao? Dì nhỏ, chút nợ đó của dì đối với cháu mà nói chỉ là vài đồng tiêu vặt thôi. Được, hai đứa đợi chút, dì sẽ đưa hợp đồng cho hai đứa. Hợp đồng đấu thầu của tập đoàn Long Thần. Đây chính là bản hợp đồng mà Hồ Như mang đến. Đúng là hợp đồng dự án của Long Thần rồi. Tống thiếu gia, cậu hứa với tôi rồi đấy, số nợ cờ bạc của tôi cậu phải giải quyết hết cho tôi đấy nhé. Dì nhỏ, dì cứ yên tâm đi mà, mấy đám đó đều là anh em của cháu, chỉ cần một câu nói của cháu, số nợ đó của dì sẽ vĩnh viễn biến mất. Vậy làm phiền cậu rồi. Dì yên tâm, cháu đi trước đây. Giám đốc, hợp đồng đó của chúng ta khi nào mới ký vậy? Hợp đồng đó sao? Buổi sáng Hồ Vân đến đây nên đã lấy đi rồi. Cái gì? Dì đưa cho Hồ Vân sao? Không phải chỉ là một hợp đồng thôi sao? Hai người đều là người nhà, vào tay ai thì cũng như nhau thôi. Dì có biết là hợp đồng đó rốt cuộc có giá trị lớn đến thế nào không? Hai người chúng tôi là đối thủ cạnh tranh. Gia tộc nói rồi, sẽ dựa vào hợp đồng này để quyết định cổ phần của công ty sẽ thuộc về ai. Chuyện lớn như vậy, tôi đâu biết đâu. Cổ phần công ty gì vậy? Hồ Vân đặt cược với chúng tôi, nếu như trước bữa tiệc gia đình ngày mai Hồ Như không lấy được hợp đồng này, thì vị trí phó giám đốc của cô ấy ở công ty sẽ phải nhường cho Hồ Vân. Mấy người đặt cược thì liên quan gì đến tôi? Tôi đưa cho Hồ gia là được rồi, không cần biết đó là ai. Đúng rồi, cô cũng không nhìn xem cô là ai, dựa vào đâu mà chất vấn tôi. Nếu như cô không đưa cho cô ta thì Hồ Như đã thắng rồi. Được rồi, hai người đừng cãi nữa. Hồ Như, Tô Nguyệt, tôi đây, nghe cho kỹ. Hợp đồng hôm nay của Long Thần, ngoại trừ Hồ Như, Hồ gia không ai có tư cách ký nó hết. Mẹ, đây là hợp đồng của Long Thần, mẹ xem đi. Tốt lắm, Hồ Vân làm chuyện này không tồi. Ngay cả người giàu nhất Giang Thành cũng không lấy được hợp đồng, mà Hồ Vân lại lấy được. Hồ Vân đúng thật là đại công thần của Hồ gia chúng ta. Mẹ, mẹ biết không, Tống tổng vì hợp đồng lần này mà rất cố gắng đó. Anh ấy uống rượu với lãnh đạo, uống đến mức xuất huyết dạ dày đó. Da mặt của mấy người dày quá đi. Hợp đồng của tập đoàn Long Thần rõ ràng là Hồ Như lấy được, không hề liên quan tới mấy người. Hợp đồng mà Hồ Như lấy được sao có thể đến tay tôi được? Sao nào, cậu tưởng mẹ chúng ta ngủ rồi sao? Bản thân cậu làm gì? Trong lòng cậu không biết sao? Đủ rồi, tôi không quan tâm mấy người dùng phương pháp gì để có được hợp đồng này. Bây giờ hợp đồng này nằm trong tay Hồ Vân, công lao tất nhiên là của Hồ Vân. Mẹ, nếu như hôm nay hợp đồng mà Hồ Vân lấy được nằm trong tay con, mẹ cũng sẽ như vậy sao? Hỗn láo, ở đây khi nào thì đến lượt cô chen miệng vào? Đúng đó, không biết lớn nhỏ, nói chuyện với người lớn như thế đó hả? Hợp đồng cô lấy được và hợp đồng Hồ Vân lấy được thì có gì khác đâu, không phải đều là của Hồ gia sao? Chính xác, tôi thấy là có ai kia thật lòng không muốn Hồ gia tốt hơn. Mấy người đừng cãi nữa, tôi chỉ nhận hợp đồng không nhận người.
Hợp đồng này ở trong tay ai? Thì chính là công lao của người đó. Tập đoàn Long Thần kia, nếu chị chấp nhận Hồ Như thì sao? Lý Tuấn, cậu thì là cái thá gì chứ? Cậu tưởng cậu là sếp của tập đoàn Long Thần sao? Cậu nói ai thì là người đó hả? Vậy nếu như tôi chính là sếp của Long Thần thì sao? Thôi đi, tôi lười lãng phí thời gian. Với tên vô dụng như cậu, bốc phét cũng không cần đóng thuế. Cậu cứ nói phét thoải mái. Tôi còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Mọi người ăn trước đi. Tôi phải dành thời gian đem hợp đồng tới tập đoàn Long Thần để ký tên đây. Đợi tôi quay lại, chúng ta tiếp tục ăn mừng. Em yêu, đi nhanh về nhanh nhé. Mẹ, đợi tin tốt của con nhé. Tôi đã ký xong hợp đồng rồi, gọi sếp của mấy người ra đây. Tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút. Tại sao không phải là cô Hồ Như đến vậy? Có phải là cô Hồ Như không thì có khác gì nhau? Tôi cũng là người của Hồ gia. Rất xin lỗi, tập đoàn Long Thần chỉ chấp nhận một mình cô Hồ Như thôi. Ngoại trừ cô ấy, tập đoàn Long Thần sẽ không hợp tác với bất cứ ai của Hồ gia. Bây giờ hợp đồng đã bị hủy. Cái gì? Ngày mai trước 2 giờ chiều, nếu Hồ gia không thể đưa một lời giải thích cho tập đoàn Long Thần thì từ nay về sau, bất kỳ dự án nào của tập đoàn Long Thần cũng sẽ không suy xét đến Hồ gia nữa. Tiêu rồi. Lần này Bảo Minh phải nói với mẹ thế nào đây? Đã nửa tiếng rồi. Xem thời gian thì Hồ Vân chắc cũng sắp về rồi. Không chắc. Sếp của tập đoàn Long Thần nói chuyện rất hợp với Hồ Vân. Không chừng sẽ về trễ một chút. Vậy ngày hôm qua ai đó đã đặt cược, có phải là nên thực hiện rồi không? Trực tiếp tuyên bố rút khỏi tập đoàn Hồ Thị đi. Hồ Như, cô thua rồi. Thì theo lời hứa, cô đi đi. Vội gì chứ? Hồ Vân còn chưa về. Sao ông xác nhận được? Tập đoàn Long Thần nhất định sẽ chấp nhận cô ta. Không phải. Vậy chuyện này có thể thay đổi gì nữa? Lý Tuấn, có phải cậu bị ngốc không? Hồ Như, nếu như đã cược thì cũng chịu thua đi. Ngày mai thu dọn đồ một chút, rời khỏi tập đoàn đi. Thảo nào Hồ gia, từ sau khi Hồ lão ra mất, lại xuống dốc không phanh. Người của Hồ gia suốt ngày không phân biệt đúng sai, đảo lộn trắng đen. Chẳng trách sao Hồ gia lại suy tàn như ngày hôm nay. Cơm miệng cậu lại đi. Lý Tuấn, đây là Hồ gia, không đến lượt một người ngoài như cậu. Nói ra nói vào đâu. Hai người cút ra khỏi đây cho tôi. Tiệc chúc mừng này không hoan nghênh hai người. Được. Mong là lát nữa bà đừng hối hận rồi qua cầu xin tôi. Cậu thì là cái thá gì mà tôi cầu xin cậu? Ban đầu chẳng qua là dựa vào uy thế của nhân vật lớn kia mới thoát nạn được. Đã không an phận thủ thường thì thôi, ngược lại còn đi lừa gạt Hồ gia chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ đuổi cậu và Hồ Như ra khỏi cửa, để sau này đỡ phải tức mình. Mẹ, sao mẹ lại nổi giận như thế chứ? Hồ Như, chúng ta đi thôi. Mẹ, chúng ta không thèm chấp nhận. Hồ Vân về rồi. Công thần của Hồ gia chúng ta đã về rồi nè. Hồ Vân, đã gặp mặt sếp của tập đoàn Long Thần hay chưa vậy? Nghe nói vị kia là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Giang Thành không có mấy ai gặp được hết. Đã gặp được chưa thế? Hợp đồng lớn như vậy, sếp lớn của tập đoàn Long Thần chắc chắn sẽ đích thân ra tiếp đón. Hồ Vân, sếp của tập đoàn Long Thần nói thế nào rồi? Có nói tới chuyện lợi ích đôi bên không? Có nói gì về chia sẻ lợi nhuận không? Nhanh nói với mẹ đi. Mẹ ơi, hợp đồng bị hủy rồi. Tốt, tốt quá. Chờ đã, con vừa nói gì? Hợp đồng hủy rồi sao? Chủ tịch tập đoàn Long Thần phát biểu, ngoại trừ Hồ Như thì tập đoàn Long Thần sẽ không hợp tác với bất kỳ ai trong Hồ gia. Ngoài ra, ngày mai trước 12 giờ trưa, nếu Hồ gia không cho tập đoàn Long Thần
một lời giải thích. Từ nay về sau, tất cả các dự án của Long Thần sẽ không xem xét tới Hổ gia nữa. Cái gì? Nếu như tập đoàn Long Thần không hợp tác với Hổ gia nữa, thì sau này ở Giang Thành ai dám hợp tác với Hổ gia chúng ta nữa? Không thể nào. Mẹ ơi, nhanh đi, mau gọi Hồ Như trở về. Hồ Vân, Tống Tùng, cả hai đứa tự mình đi xin lỗi Hồ Như. Nếu Hồ Như không quay trở lại, cả hai đứa bây khỏi cần quay về Hồ gia nữa. Còn không mau đi đi. Đi thôi. Người đâu? Mới vừa nãy thôi, sao giờ không thấy rồi? Tống Tùng, có phải là hai người đó không? Đi qua đi. Hồ Như, em gái, tiệc mừng công vẫn chưa kết thúc. Hai người chuẩn bị đi đâu vậy? Đó là tiệc mừng công dành cho cô, chứ không phải là dành cho Hồ Như. Quay về thì được gì? Anh, không phải, em rể, sao cậu lại khách sáo vậy? Bữa tiệc mừng công này chính là chuẩn bị cho Hồ Như mà. Vừa nãy chỉ là đùa vui với hai người thôi. Đùa vui sao? Tôi không thấy nó vui chỗ nào cả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị ấy lại gọi anh là em rể? Chắc chắn là gặp trở ngại với bên tập đoàn Long Thần rồi, thế nên mới lại đây này nhỉ em. Đừng quan tâm cô ta. Hồ Như, chị thực sự đã biết sai rồi. Em cùng chị quay trở lại đi. Mẹ vẫn đang ở khách sạn đợi mọi người. Hai người về đi. Em không chấp nhận lời xin lỗi của hai người. Hồ Như, nếu em không tha thứ cho chị, thì chị sẽ quỳ mãi ở đây. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Mẹ đã nói rồi, nếu hôm nay không mời hai người trở về nhà, thì chị và Tống Tùng sẽ bị đuổi khỏi Hồ gia. Chúng tôi không về đâu. Cô quay về nói với lão phu nhân, trong cuộc họp vào sáng ngày mai, tôi muốn cô đứng trước mặt mọi người xin lỗi Hồ Như. Nếu không, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Được, tôi nhất định sẽ làm vậy. Hồ Như, mau ngồi đi, chị chờ em lâu lắm rồi. Em rể, cậu cũng ngồi đi. Ngồi thì khỏi đi, mau nói chuyện chính. Nếu không có việc gì, thì chúng tôi sẽ đi trước. Hồ Như, hôm qua là do chị không đúng. Chị bị mê hoặc tâm trí. Chị không nên cướp hợp đồng của em. Chị càng không nên mạo nhận công sức của em. Chị sai rồi, em có thể nể tình chúng ta là người một nhà, mà tha thứ cho chị lần này được không? Vụ cướp hợp đồng hôm qua, chỉ có một mình cô làm thôi sao? Còn có thêm Tống Tùng. Vậy tại sao chỉ có một mình cô đứng lên xin lỗi vậy? Tống Tùng, không phải bình thường cậu hoạt ngôn lắm sao? Sao vậy? Hôm nay ra đường quên mang theo miệng hả? Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi thành thật xin lỗi. Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Hồ Như, con xem chúng ta đều là người nhà với nhau, sao lại thủ dai đến như vậy? Hồ Như, con xem đi, Hồ Vân và Tống Tùng đều thành tâm thành ý xin lỗi con rồi. Chuyện này cứ vậy mà cho qua đi nhé. Lão phu nhân, công sức của Hồ Như bị Hồ Vân mạo nhận, bà cũng nên có trách nhiệm về chuyện này nhỉ? Có phải bà cũng nên xin lỗi Hồ Như hay không? Lý Tuấn, đồ hỗn sự, cậu dám yêu cầu chủ tịch đi xin lỗi các cậu sao? Không xin lỗi cũng không sao, dù sao cũng qua 12 giờ trưa rồi, hợp đồng sẽ tự động vô hiệu hóa. Đến lúc đó có xin lỗi không cũng không còn ý nghĩa gì hết. Hồ Như, bác cả con tức giận mới nói như vậy thôi, con đừng để trong lòng. Còn chuyện tiệc mừng công tối qua, cách làm của mẹ đối với con đúng là có chút thiên vị. Hy vọng con có thể tha thứ cho mẹ. Lần này thì bỏ qua đi, nhưng nếu như có lần sau, tôi sẽ không tha đâu. Việc không nên chậm trễ. Hồ Như, con mau chóng đến Long Thần đi, làm rõ hiểu lầm với bọn họ. Đừng để sếp của tập đoàn Long Thần có ấn tượng xấu với Hồ gia của chúng ta. Con biết rồi mẹ.
giải quyết xong rồi sao? Chỉ là không được nhìn thấy sếp của tập đoàn Long Thần, có hơi tiếc nuối chút. Sau này sẽ có cơ hội thôi. Đúng rồi, vừa rồi bác cả gọi điện cho em, bảo là trong nhà có việc gấp. Chúng ta mau đi thôi. Hà thiếu gia, số tiền làm quan tài của bác cả, tất cả đều giao cho cậu đấy. Hà Minh, nhân viên tập đoàn Long Thần, lấy tiền đó mua quỹ đầu tư của Long Thần. Nếu như đến cuối năm tiền gốc mà sinh lời gấp đôi, số tiền Hồ Như kiếm được sau này tôi cũng giao hết cho cậu. Bác cả, tôi và Hồ Như đều là bạn học thân thiết. Bác còn không tin tôi sao? Nếu sau này Long Thần có đề xuất một dự án nào mới, việc đầu tiên tôi làm chính là đưa cho bác. Vậy thì rất cảm ơn Hà thiếu gia. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại đã đến giờ này mất rồi. Hồ Như sao vẫn chưa trở về vậy? Còn nha đầu đó mới nói với tôi rằng sẽ tới đây ngay. Bây giờ tôi sẽ gọi cho con bé, bảo nó về ngay. Bác cả, có chuyện gì mà gấp đến vậy? Cuối cùng cũng về rồi. Lại đây, mau xem đây là ai đi. Hồ Như, lâu rồi không gặp. Hà Minh, sau khi tốt nghiệp, không phải cậu đã đi nước ngoài rồi sao? Tôi đã về từ lâu rồi. Hồ Như, cô có biết không, lý do mà cô có thể có được hạng mục hợp tác của Long Thần, đó là nhờ Hà Minh ở phía sau giúp cô đó. Hà thiếu gia hiện tại chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Thần. Dự án kia của cô là do cậu ấy phụ trách đấy. Cái gì? Hà Minh, dự án của tôi với tập đoàn Long Thần là do cậu giúp tôi sao? Chứ cô nghĩ sao? Ngoài Hà thiếu gia còn ai làm được chuyện này nữa? Hồ Như, bây giờ tôi là giám đốc dự án của tập đoàn Long Thần. Sếp tổng vô cùng tin tưởng tôi. Dự án trong tay cậu cũng là do tôi toàn quyền phụ trách đấy. Sau này có vấn đề gì, tôi sẽ giúp cậu giải quyết hết. Cậu nói cậu là giám đốc dự án của tập đoàn Long Thần. Đúng vậy. Có thể cậu vẫn chưa hiểu lắm về tập đoàn Long Thần. Cậu không tin lời tôi nói cũng không có gì lạ. Tôi sẽ giải thích với cậu thế này nhé. Mọi người biết Tiêu gia chứ? Đương nhiên, đó là gia tộc đang có vị thế khủng nhất Giang Thành hiện giờ mà. Không sai. Nhưng ngay cả Tiêu Long đứng đầu Tiêu gia, gặp sếp tổng của tập đoàn Long Thần cũng phải kính cẩn như mình đấy. Tôi tuy là vẫn chưa lợi hại như sếp tổng của tôi, nhưng mà tôi cũng thường xuyên ngồi cùng bàn dùng bữa với sếp tổng của tôi đấy. Nói như vậy, chắc cậu thân với sếp tổng của tập đoàn lắm nhỉ? Đó là đương nhiên. Vậy chắc là cậu đã gặp mặt sếp tổng của Long Thần rồi nhỉ? Cho hỏi cậu là, cậu không cần bận tâm đến cậu ta. Một tên vô công rỗi nghề, rách việc, suốt ngày chỉ biết bám váy đàn bà. Hà thiếu gia, phải rồi. Nghe nói sếp tổng của tập đoàn Long Thần vô cùng thần bí, cả Giang Thành này không mấy ai biết mặt người ấy. Nếu như sếp tổng trọng dụng cậu như vậy, cậu có thể nào tiện tay nâng đỡ Hồ Như đôi chút không? Bác cả, sếp tổng của Long Thần đâu phải cứ muốn là gặp được. Nhưng mà bác đây đã mở lời thì tôi nhất định sẽ giúp bác. Thật vậy sao? Tôi còn lừa bác được sao? Hôm sau sếp tổng sẽ có mặt ở khách sạn Thịnh Yến để gặp mặt các giám đốc cấp cao của công ty. Đến lúc đó tôi sẽ nói tốt về Hồ Như với sếp. Cậu nhìn Hà thiếu gia đi, địa vị người ta thế nào, rồi nhìn lại cậu là loại vô dụng thế nào. Hồ Như nhà tôi nếu có thể gả cho Hà thiếu gia đây thì tốt biết mấy. Nó theo cậu uổng phí cả đời nó rồi. Trong khả năng của tôi thôi mà. Bác này, tôi còn việc phải làm, không ở lại được nữa. Lát nữa còn phải ăn cơm với sếp tổng, bàn bạc phương hướng phát triển cho tập đoàn Long Thần nữa. Thật lòng là bận rộn trăm bề. Hồ Như, buổi họp lớp ngày mai tôi đã đặt sẵn bàn ở khách sạn Thịnh Yến của tập đoàn Long Thần rồi. Cậu nhất định phải đến dự đấy nhé. Tôi sẽ giới thiệu cậu với sếp tổng của chúng tôi. Vậy mai gặp lại nhé. Sạch hơn nhiều rồi. Cảm ơn nhé. Còn đứng đó làm gì nữa, mau đuổi theo Hà thiếu gia đi. Xem người ta có thương tình chừa cho cậu cái ghế nào không. Cả ngày ăn không ngồi rồi.
thấy cậu là ngứa mắt rồi. Bác cả, không còn việc gì nữa, cháu đi trước đây. Đi thôi, chắc Hà Minh đang đợi chúng ta đấy. Hồ Như, hôm nay cậu ăn mặc thế này trông rất đẹp. Hoa khôi của trường đây mà. Hoa khôi đến hơi trễ đấy nhé. Lát nữa phải phạt 3 ly đấy nhé. Nào, cậu ngồi đi. Không cần đâu, tôi ngồi với chồng tôi là được. Thật ngại quá, chỗ này có người rồi. Triệu Khánh, bạn học của Hồ Như. Vậy bên này chưa ai ngồi đúng không? Lý Tuấn, chúng ta ngồi đây đi. Hồ Như, không phải chúng tôi làm khó cậu ta. Buổi họp lớp hôm nay có quy tắc mới. Người tham gia phải là giám đốc điều hành công ty, lương hàng năm trên 10 triệu tệ, hoặc ít nhất phải là cấp quản lý của tập đoàn hạng sang mới có tư cách ngồi chung bàn. Giám đốc lương hàng năm trên 10 triệu mới có tư cách. Vậy tôi xin hỏi, sếp tổng của Long Thần nên ngồi ở đâu đây? Hồ Như, chồng của cậu là sếp tổng của Long Thần sao? Hà thiếu gia, cậu ta nói mình là sếp của cậu. Cậu từng gặp cậu ta chưa vậy? Danh con, e là cậu vẫn chưa biết. Hà thiếu gia chính là cánh tay đắc lực của tập đoàn Long Thần. Muốn nói dối trước mặt cậu ấy cũng nên bỏ ít thời gian tìm hiểu chút mới phải. Hồ Như, dịp ý nghĩa như hôm nay, chúng tôi thật sự không muốn khiến cậu khó xử, nhưng mà chồng cậu cứ tôi đến cạn lời mất. Được thôi, vậy chúng tôi về trước. Đừng nóng, bỏ đi, không sao cả. Bạn học với nhau cả. Triệu Khánh, cậu nhịn một chút đi. Được thôi. Xin lỗi, làm phiền các vị một chút. Chiếc xe của quản lý cấp cao của Long Thần đậu ở dưới là của khách nào vậy? Tôi cần phải rời xe. Cái gì chứ? Siêu xe của quản lý cấp cao tập đoàn Long Thần của ai vậy? Chắc chắn là của Hà Minh rồi. Những người ngồi đây chỉ có cậu ấy là quản lý cấp cao của tập đoàn Long Thần thôi. Hà thiếu gia, chào anh. Hà thiếu gia, phiền anh cho tôi mượn chìa khóa một lát, tôi rời xe giúp anh. Dù gì chiếc siêu xe đó cũng không ai biết là của ai. Mình đưa chìa khóa xe giả ra, chắc không sao đâu. Là của cậu sao? Không, của cậu ấy. Chẳng lẽ là của cậu? Giả bộ một chút còn vui. Cậu tưởng mình thật sự là sếp của Long Thần sao? Những người ngồi đây, ngoài tôi ra, còn ai là quản lý cấp cao của Long Thần nữa chứ? Thấy chưa? Đây mới gọi là người có thực lực. Không giống ai đó chỉ biết chém gió thôi. Đến lúc quan trọng thì cơm như hến. Triệu Khánh, chém gió có phạm pháp đâu. Đừng nói chuyện khó nghe vậy chứ. Hồ Như còn ở đây mà. Cậu chắc chắn chiếc xe đậu dưới kia là của cậu sao? Danh con, tôi nhịn cậu đủ rồi đấy. Thích đóng vai tổng tài lắm hả? Hồ Như, cậu tém tém chồng mình lại đi. Chiếc siêu xe ở dưới là của chúng tôi thật đấy. Không phải, vợ chồng hai người đây là phu sướng phụ tùy hả? Hồ Như, chiếc siêu xe ở dưới thật sự là của hai người sao? Thôi được rồi, có thể là quản lý của khách sạn nhầm lẫn rồi. Hà thiếu gia, chìa khóa xe này của anh hình như không phải của chiếc Maybach. Tôi nhớ ra rồi. Hôm nay sếp tổng của chúng tôi liên gặp các sếp cấp cao ở tầng trên. Có lẽ chiếc xe đó chính là của sếp tổng chúng tôi. Sao cơ? Hà thiếu gia, ý cậu là Long Thần đại nhân cũng đang ở đây sao? Nghe nói ông chủ đứng sau Long Thần vô cùng bí ẩn, ngay cả người giàu nhất Giang Nam muốn gặp cũng bị từ chối. Còn phải nói sao, ai có thể thiết lập quan hệ với anh ấy thì người đó phải cực kỳ giàu có. Xin được dịch thuyết
và lồng tiếng tại Hà thiếu gia. Vậy lát nữa cậu vẫn sẽ tham gia cuộc họp này chứ? Cậu có thể nào giới thiệu tôi được không? Tôi còn chưa bao giờ gặp sếp tổng, làm sao giới thiệu cậu được? Tất nhiên tôi sẽ tham gia rồi, dù sao mọi người cũng là bạn học, tôi nhất định sẽ giúp cậu chuyện này. Đợi lần sau có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đến gặp riêng sếp tổng của chúng tôi. Được thôi, cảm ơn Hà thiếu gia công đức vô lượng. Ly rượu này tôi sẽ cạn ly. Phải rồi, còn có vị Lý tổng này, lát nữa được gặp Long thần đại nhân, không phải sẽ tự nói mình là Long thần đại nhân đấy chứ? Mấy người đúng là một lũ có mắt như mù vậy. Hồ Như, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi. Tôi dẫn cậu đi gặp sếp của chúng tôi. Được thôi, Hà thiếu gia, tôi tiễn cậu. Đi thôi. Chồng ơi, dự án với tập đoàn Long Thần, nó thực sự rất quan trọng với em. Em đi lên đó gặp sếp với bọn họ trước đây. Còn anh, xuống dưới xe đợi em nha. Sau khi em bàn chuyện xong, chúng ta sẽ về nhà. Được thôi, em đi đi. Chủ tịch gì đó, em không cần phải để tâm. Anh sẽ đợi em trong xe. Vào đi. Không phải Hồ Như đây sao? Không ngờ cô dám đến tận đây. Hồ Như, dự án mà tôi không lấy được, cô nghĩ mình là ai mà đòi lấy được chứ? Cô có từng nghĩ tới cô không giành được là bởi vì cô vô dụng không? Anh chán sống hả? Chúng ta không cần phải chấp nhất với hạng người này đâu. Hồ Vân, chúng ta đi. Lý Tuấn, đi đi. Anh tin em, anh ở ngoài đợi em. Chào cô, tôi là Hồ Như, đến từ tập đoàn Hồ Thị. Tôi đến để bàn chuyện hợp tác. Xin hỏi, sếp của cô có đang rảnh không? Cô là cô Hồ Như đúng không? Sếp tôi đã có dặn trước rồi, đây là hợp đồng ký kết với quý công ty. Sau khi quý công ty ký tên đóng dấu xong, trả về trước 6 giờ ngày mai là được. Đúng thật là hợp đồng đấu thầu công trình của tập đoàn Long Thần. Được thôi, tôi nhất định sẽ giao lại cho quý công ty trước 6 giờ tối mai. Thành công rồi hả? Chỉ là vẫn chưa gặp được sếp của tập đoàn Long Thần, cảm giác có hơi hụt hẫng. Yên tâm đi, vẫn còn cơ hội mà. Đúng rồi, bác cả vừa mới gọi điện cho em, nói ở nhà có việc gấp, chúng ta mau về thôi. Em vui quá đi mất, suýt thì em quên. Lý Tuấn, có phải là anh nhờ Tô Nguyệt giúp đỡ không? Vợ anh thông minh thật, bị em đoán trúng rồi. Đó là đương nhiên. Không đúng. Khoan đã, cho dù anh có là khách quý đi nữa, dự án quan trọng như vậy cũng đâu thể dễ dãi vậy được. Lý Tuấn, có phải anh đi năn nỉ người ta rồi không? Không có, em nghĩ nhiều rồi đấy. Vậy thì tại sao chứ? Nếu anh nói thì có phần thưởng gì không? Thật ra anh là sếp của Long Thần đấy, bọn họ đều phải nghe theo lời của anh, chỉ biết chém gió thôi. Mau nói đi mà. Còn nữa, chiếc xe này ở đâu mà có vậy? Tô Nguyệt tặng anh. Lý Tuấn, Tô Nguyệt giúp anh là bởi vì nệ tình nghĩa giữa hai người. Nhưng anh cũng không thể cứ thế đón nhận lòng tốt của người ta được. Em không mong là anh bị người khác xem thường đâu. Được rồi, anh biết rồi. Em lên tặng quà trước đi.
anh ở đây đợi em. Hôm nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn chúc mừng cho em. Trông thật tuyệt vời. Tống gia. Cái gì? Long thần thật sự giao hợp đồng cho Hồ như sau. Tống Tùng. Sao thế anh? Thằng bạn bên Long thần nói với anh, bên họ đã giao hợp đồng cho Hồ Như rồi. Cái này phải làm sao đây? Vậy thì toàn bộ cổ phần của chúng ta đều phải giao cho cô ta sao? Lo cái gì, hợp đồng trong tay cô ta chưa chắc là của cô ta đâu. Mai mới là tiệc mừng công mà. Chỉ cần chúng ta có hợp đồng trong tay, sợ gì bố con thằng nào. Nhưng mà hợp đồng đang ở chỗ Hồ Như. Đi cước về là được mà. Anh nhớ em có một gì nhỏ, tên là Lâm Phương, là giám đốc nghiệp vụ của Long Thần cơ mà. Người đó bỏ nhà đi lâu rồi, với lại em cũng không thân thiết gì. Anh có hiểu đôi chút về người này, rất ít người biết và ta rất mê cờ bạc. Qua đây để anh chỉ em. Lâm Phương, giám đốc của tập đoàn Long Thần. Hồ Vân, sao hai người lại đến đây? Gì nhỏ, hợp đồng Hồ Như gửi đến đang ở đâu? Hợp đồng gì chứ? Dì chưa từng thấy nó. Dì nhỏ, nghe nói dì thiếu người ta một khoản lớn tiền cờ bạc. Nghe nói dì còn thế chấp cả giấy tờ nhà rồi. Không biết chuyện này có phải thật không? Nợ cờ bạc gì chứ? Cháu đang nói gì vậy? Dì nghe không hiểu. Dì nhỏ, chỉ cần dì đưa hợp đồng cho cháu, số nợ cờ bạc đó cháu sẽ trả giúp dì. Dì nhỏ, bọn cháu đều là người của Hồ gia, hợp đồng này đưa cho ai cũng như nhau thôi mà. Hơn nữa, Tống Tùng chỉ muốn sớm lấy được bản hợp đồng này để lão phu nhân vui lòng thôi. Nếu gì còn do dự nữa, có khi lát nữa Tống Tùng đổi ý thì số nợ cờ bạc của gì không ai trả cho nữa đâu. Tống thiếu gia, cậu thật sự sẽ giúp tôi trả số nợ đó sao? Gì nhỏ, chút nợ đó của gì đối với cháu mà nói chỉ là vài đồng tiêu vặt thôi. Được, hai đứa đợi chút, dì sẽ đưa hợp đồng cho hai đứa. Hợp đồng đấu thầu của tập đoàn Long Thần. Đây chính là bản hợp đồng mà Hồ Như mang đến. Đúng là hợp đồng dự án của Long Thần rồi. Tống thiếu gia, cậu hứa với tôi rồi đấy, số nợ cờ bạc của tôi cậu phải giải quyết hết cho tôi đấy nhé. Dì nhỏ, dì cứ yên tâm đi mà, mấy đám đó đều là anh em của cháu. Chỉ cần một câu nói của cháu, số nợ đó của dì sẽ vĩnh viễn biến mất. Vậy làm phiền cậu rồi. Dì yên tâm, cháu đi trước đây. Giám đốc, hợp đồng đó của chúng ta khi nào mới ký vậy? Hợp đồng đó sao? Buổi sáng Hồ Vân đến đây nên đã lấy đi rồi. Cái gì? Dì đưa cho Hồ Vân sao? Không phải chỉ là một hợp đồng thôi sao? Hai người đều là người nhà, vào tay ai thì cũng như nhau thôi. Dì có biết là hợp đồng đó rốt cuộc có giá trị lớn đến thế nào không? Hai người chúng tôi là đối thủ cạnh tranh. Gia tộc nói rồi, sẽ dựa vào hợp đồng này để quyết định cổ phần của công ty sẽ thuộc về ai. Chuyện lớn như vậy, tôi đâu biết đâu. Cổ phần công ty gì vậy? Hồ Vân đặt cược với chúng tôi, nếu như trước bữa tiệc gia đình ngày mai Hồ Như không lấy được hợp đồng này, thì vị trí phó giám đốc của cô ấy ở công ty sẽ phải nhường cho Hồ Vân. Mấy người đặt cược thì liên quan gì đến tôi? Tôi đưa cho Hồ gia là được rồi, không cần biết đó là ai. Đúng rồi, cô cũng không nhìn xem cô là ai, dựa vào đâu mà chất vấn tôi. Nếu như cô không đưa cho cô ta thì Hồ Như đã thắng rồi. Được rồi, hai người đừng cãi nữa. Hồ Như, Tô Nguyệt, tôi đây. Nghe cho kỹ, hợp đồng hôm nay của Long Thần, ngoại trừ Hồ Như, Hồ gia không ai có tư cách ký nó hết. Mẹ, đây là hợp đồng của Long Thần, mẹ xem đi. Tốt lắm, Hồ Vân làm chuyện này không tồi. Ngay cả người giàu nhất Giang Thành cũng không lấy được hợp đồng, mà Hồ Vân lại lấy được. Hồ Vân đúng thật là đại công thần của Hồ gia chúng ta.
Mẹ, mẹ biết không? Tống Tùng vì hợp đồng lần này mà rất cố gắng đó. Anh ấy uống rượu với lãnh đạo, uống đến mức xuất huyết dạ dày đó. Da mặt của mấy người dày quá đi. Hợp đồng của tập đoàn Long Thần rõ ràng là Hồ Như lấy được, không hề liên quan tới mấy người. Hợp đồng mà Hồ Như lấy được sao có thể đến tay tôi được? Sao nào, cậu tưởng mẹ chúng ta ngủ rồi sao? Bản thân cậu làm gì? Trong lòng cậu không biết sao? Đủ rồi, tôi không quan tâm mấy người dùng phương pháp gì để có được hợp đồng này. Bây giờ hợp đồng này nằm trong tay Hồ Vân, công lao tất nhiên là của Hồ Vân. Mẹ, nếu như hôm nay hợp đồng mà Hồ Vân lấy được nằm trong tay con, mẹ cũng sẽ như vậy sao? Hỗn láo, ở đây khi nào thì đến lượt cô chen miệng vào? Đúng đó, không biết lớn nhỏ, nói chuyện với người lớn như thế đó hả? Hợp đồng cô lấy được và hợp đồng Hồ Vân lấy được thì có gì khác đâu, không phải đều là của Hồ ra sao? Chính xác, tôi thấy là có ai kia. Thật lòng không muốn Hồ ra tốt hơn. Mấy người đừng cãi nữa, tôi chỉ nhận hợp đồng, không nhận người. Hợp đồng này ở trong tay ai thì chính là công lao của người đó. Tập đoàn Long Thần kia, nếu chỉ chấp nhận Hồ Như thì sao? Lý Tuấn, cậu thì là cái thá gì chứ? Cậu tưởng cậu là sếp của tập đoàn Long Thần sao? Cậu nói ai thì là người đó hả? Vậy nếu như tôi chính là sếp của Long Thần thì sao? Thôi đi, tôi lười lãng phí thời gian. Với tên vô dụng như cậu, bốc phét cũng không cần đóng thuế. Cậu cứ nói phét thoải mái, tôi còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Mọi người ăn trước đi. Tôi phải dành thời gian đem hợp đồng tới tập đoàn Long Thần để ký tên đây. Đợi tôi quay lại, chúng ta tiếp tục ăn mừng. Em yêu, đi nhanh về nhanh nhé. Mẹ, đợi tin tốt của con nhé. Tôi đã ký xong hợp đồng rồi, gọi sếp của mấy người ra đây. Tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút. Tại sao không phải là cô Hồ Như đến vậy? Có phải là cô Hồ Như không thì có khác gì nhau? Tôi cũng là người của Hồ gia. Rất xin lỗi, tập đoàn Long Thần chỉ chấp nhận một mình cô Hồ Như thôi. Ngoại trừ cô ấy, tập đoàn Long Thần sẽ không hợp tác với bất cứ ai của Hồ gia. Bây giờ hợp đồng đã bị hủy. Cái gì? Ngày mai trước 2 giờ chiều, nếu Hồ gia không thể đưa một lời giải thích cho tập đoàn Long Thần thì từ nay về sau, bất kỳ dự án nào của tập đoàn Long Thần cũng sẽ không suy xét đến Hồ gia nữa. Tiêu rồi. Lần này Bảo Minh phải nói với mẹ thế nào đây? Đã nửa tiếng rồi. Xem thời gian thì Hồ Vân chắc cũng sắp về rồi. Không chắc. Sếp của tập đoàn Long Thần nói chuyện rất hợp với Hồ Vân, không chừng sẽ về trễ một chút. Vậy ngày hôm qua ai đó đã đặt cược, có phải là nên thực hiện rồi không? Trực tiếp tuyên bố rút khỏi tập đoàn Hồ Thị đi. Hồ Như, cô thua rồi, thì theo lời hứa cô đi đi. Vội gì chứ, Hồ Vân còn chưa về. Sao ông xác nhận được tập đoàn Long Thần nhất định sẽ chấp nhận cô ta? Không phải. Vậy chuyện này có thể thay đổi gì nữa? Lý Tuấn, có phải cậu bị ngốc không? Hồ Như nếu như đã cược thì cũng chịu thua đi. Ngày mai thu dọn đồ một chút, rời khỏi tập đoàn đi. Thảo nào Hồ gia từ sau khi Hồ lão ra mất lại xuống dốc không phanh. Người của Hồ gia suốt ngày không phân biệt đúng sai, đảo lộn trắng đen, chẳng trách sao Hồ gia lại suy tàn như ngày hôm nay. Cơm miệng cậu lại đi. Lý Tuấn, đây là Hồ gia, không đến lượt một người ngoài như cậu nói ra nói vào đâu. Hai người cút ra khỏi đây cho tôi. Tiệc chúc mừng này không hoan nghênh hai người. Được, mong là lát nữa bà đừng hối hận rồi qua cầu xin tôi. Cậu thì là cái thá gì mà tôi cầu xin cậu? Ban đầu chẳng qua là dựa vào uy thế của nhân vật lớn kia mới thoát nạn được. Đã không an phận thủ thường thì thôi, ngược lại còn đi lừa gạt Hồ gia chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ đuổi cậu và Hồ Như ra khỏi cửa để sau này đỡ phải tức mình.
Mẹ, sao mẹ lại nổi giận như thế chứ? Hồ Như, chúng ta đi thôi. Mẹ, chúng ta không thèm chấp nhận. Hồ Vân về rồi. Công thần của Hồ gia chúng ta đã về rồi nè. Hồ Vân, đã gặp mặt sếp của tập đoàn Long Thần hay chưa vậy? Nghe nói vị kia là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Giang Thành không có mấy ai gặp được hết. Đã gặp được chưa thế? Hợp đồng lớn như vậy, sếp lớn của tập đoàn Long Thần chắc chắn sẽ đích thân ra tiếp đón. Hồ Vân, sếp của tập đoàn Long Thần nói thế nào rồi? Có nói tới chuyện lợi ích đôi bên không? Có nói gì về chia sẻ lợi nhuận không? Nhanh nói với mẹ đi. Mẹ ơi, hợp đồng bị hủy rồi. Tốt, tốt quá. Chờ đã, con vừa nói gì? Hợp đồng hủy rồi sao? Chủ tịch tập đoàn Long Thần phát biểu, ngoại trừ Hồ Như thì tập đoàn Long Thần sẽ không hợp tác với bất kỳ ai trong Hồ gia. Ngoài ra, ngày mai trước 12 giờ trưa, nếu Hồ gia không cho tập đoàn Long Thần một lời giải thích, từ nay về sau tất cả các dự án của Long Thần sẽ không xem xét tới Hồ gia nữa. Cái gì? Nếu như tập đoàn Long Thần không hợp tác với Hồ gia nữa thì sau này ở Giang Thành ai dám hợp tác với Hồ gia chúng ta nữa? Không thể nào. Mẹ ơi, nhanh đi, mau gọi Hồ Như trở về. Hồ Vân, Tống Tụng, cả hai đứa tự mình đi xin lỗi Hồ Như. Nếu Hồ Như không quay trở lại, cả hai đứa bây khỏi cần quay về Hồ gia nữa. Còn không mau đi đi. Đi thôi. Người đâu? Mới vừa nãy thôi, sao giờ không thấy rồi? Tống Tụng, có phải là hai người đó không? Đi qua đi. Hồ Như, em gái, tiệc mừng công vẫn chưa kết thúc. Hai người chuẩn bị đi đâu vậy? Đó là tiệc mừng công dành cho cô, chứ không phải là dành cho Hồ Như. Quay về thì được gì? Anh, không phải, em rể, sao cậu lại khách sáo vậy? Bữa tiệc mừng công này chính là chuẩn bị cho Hồ Như mà. Vừa nãy chỉ là đùa vui với hai người thôi. Đùa vui sao? Tôi không thấy nó vui chỗ nào cả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị ấy lại gọi anh là em rể? Chắc chắn là gặp trở ngại với bên tập đoàn Long Thần rồi, thế nên mới lại đây nài nỉ em. Đừng quan tâm cô ta. Hồ Như, chị thực sự đã biết sai rồi. Em cùng chị quay trở lại đi. Mẹ vẫn đang ở khách sạn đợi mọi người. Hai người về đi. Em không chấp nhận lời xin lỗi của hai người. Hồ Như, nếu em không tha thứ cho chị thì chị sẽ quỳ mãi ở đây. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Mẹ đã nói rồi, nếu hôm nay không mời hai người trở về nhà thì chị và Tống Tùng sẽ bị đuổi khỏi Hồ gia. Chúng tôi không về đâu. Cô quay về nói với lão phu nhân, trong cuộc họp vào sáng ngày mai, tôi muốn cô đứng trước mặt mọi người xin lỗi Hồ Như. Nếu không, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Được, tôi nhất định sẽ làm vậy. Hồ Như, mau ngồi đi, chị chờ em lâu lắm rồi. Em rể, cậu cũng ngồi đi. Ngồi thì khỏi đi, mau nói chuyện chính. Nếu không có việc gì thì chúng tôi sẽ đi trước. Hồ Như, hôm qua là do chị không đúng. Chị bị mê hoặc tâm trí. Chị không nên cướp hợp đồng của em. Chị càng không nên mạo nhận công sức của em. Chị sai rồi, em có thể nể tình chúng ta là người một nhà mà tha thứ cho chị lần này được không? Vụ cướp hợp đồng hôm qua chỉ có một mình cô làm thôi sao? Còn có thêm Tống Tùng. Vậy tại sao chỉ có một mình cô đứng lên xin lỗi vậy? Tống Tùng, không phải bình thường cậu hoạt ngôn lắm sao? Sao vậy? Hôm nay ra đường quên mang theo miệng hả? Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi thành thật xin lỗi. Xin cô hãy tha thứ cho tôi.
Hồ Như, con xem chúng ta đều là người nhà với nhau, sao lại thủ dai đến như vậy? Hồ Như, con xem đi, Hồ Vân và Tống Tùng đều thành tâm thành ý xin lỗi con rồi. Chuyện này cứ vậy mà cho qua đi nhé. Lão phu nhân, công sức của Hồ Như bị Hồ Vân mạo nhận, bà cũng nên có trách nhiệm về chuyện này nhỉ? Có phải bà cũng nên xin lỗi Hồ Như hay không? Lý Tuấn, đồ hỗn sự, cậu dám yêu cầu chủ tịch đi xin lỗi các cậu sao? Không xin lỗi cũng không sao, dù sao cũng qua 12 giờ trưa rồi, hợp đồng sẽ tự động vô hiệu hóa, đến lúc đó có xin lỗi không cũng không còn ý nghĩa gì hết. Hồ Như, bác cả con tức giận mới nói như vậy thôi, con đừng để trong lòng. Còn chuyện tiệc mừng công tối qua, cách làm của mẹ đối với con đúng là có chút thiên vị, hy vọng con có thể tha thứ cho mẹ. Lần này thì bỏ qua đi, nhưng nếu như có lần sau, tôi sẽ không tha đâu. Việc không nên chậm trễ. Hồ Như, con mau chóng đến Long Thần đi, làm rõ hiểu lầm với bọn họ, đừng để sếp của tập đoàn Long Thần có ấn tượng xấu với Hồ gia của chúng ta. Con biết rồi mẹ. Giải quyết xong rồi sao? Chỉ là không được nhìn thấy sếp của tập đoàn Long Thần, có hơi tiếc nuối chút. Hồ lão phu nhân, chủ tịch tập đoàn Hồ thị, ồn ào quá, mọi người ở đây ầm ĩ cái gì thế? Bà nội, để cháu giới thiệu với bà, đây là... Đợi đã, Hồ Như, bà có chuyện muốn hỏi cháu. Cậu này, xin vui lòng tránh đi một chút. Hồ gia chúng tôi có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Mẹ, mẹ, con xin lỗi, đã quấy rầy tiệc mừng thọ của mẹ rồi. Bởi vì con phát hiện gần đây Hồ gia chúng ta có một con sâu mọt, nếu không sớm bắt nó ra, vậy thì cơ nghiệp của Hồ gia ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hồ Bảo, giải thích rõ cho mọi người đi, con nói ai là sâu mọt? Mọi người xem đi. Anh cả, chuyện này là sao? Chiếc xe sang và biệt thự này đều là của Hồ Như. Đây chính là biệt thự đế vương bạc tỷ. Cái gì? Biệt thự đế vương sao? Chính là biệt thự đế vương vô cùng đắt đỏ mà 3 năm trước có một người giàu có đã mua sao? Đúng vậy, chính là nó. Hôm qua anh đã đến trung tâm quản lý nhà ở xác nhận rồi, biệt thự là đứng tên Hồ Như. Hồ Như, cô giàu lên lúc nào thế? Lái cả siêu xe, ở được căn biệt thự trị giá 1 tỷ. Mẹ, hôm qua con và Tống Tùng đã tận mắt nhìn thấy Lý Tuấn và Hồ Như bước ra từ biệt thự. Mấy người này mới vừa nhận được hợp đồng của Long Thần đã vơ vét tài sản trắng trợn rồi, thật sự quá đáng. Hồ Như, tôi là cổ đông của công ty, tôi có quyền yêu cầu cô giải thích. Chuyện gì vậy? Hồ Như, chiếc xe và ngôi nhà này rốt cuộc là sao? Bà nội, xe và nhà đều là của Lý Tuấn. Của Lý Tuấn sao? Cậu ta mới quay về Giang Thành không lâu, mà 3 năm trước đã mua được siêu xe và biệt thự 1 tỷ. Hồ Như, cô tính ở đây lừa tôi sao? Mẹ, mẹ có tin không? Đây chắc chắn là tiền tham ô từ dự án, nhưng không dám thừa nhận. Bác cả, bác hồ đồ gì thế? Tôi thấy cô là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mẹ, đây là báo cáo tài chính của tập đoàn Hồ Thị, có thể chứng minh tất cả. Những lỗ hổng tham ô mà tôi đang lo sẽ không giấu được, lần này sẽ đổ hết lên đầu cô, để tôi xem cô biện hộ thế nào. Không, không phải, không thể nào. Cái này không phải của cháu, cháu trước giờ chưa từng ăn chặn một đồng nào. Đủ rồi, chứng cứ rành rành, cháu còn muốn chối cãi sao? Hồ Như, cháu thật sự khiến bà thất vọng quá.
bà phải dùng gia pháp thôi. Cháu bị vu oan. Đủ rồi, Hồ Như, chuyện đến nước này, cháu còn muốn phủ nhận không? Bà nội, xe và nhà đều là của Lý Tuấn. Cháu thật sự không có tham ô. Được lắm, giỏi lắm. Nếu đã như vậy, cháu đừng trách bà nội. Phải dùng gia pháp với cháu. Mẹ, Hồ Như bây giờ đã phạm phải lỗi lớn. Con nghĩ nên hủy bỏ tư cách phụ trách dự án với tập đoàn Long Thần của nó. Ngoài ra, phải tước bỏ chức phó tổng tập đoàn của nó. Sau này, việc hợp tác với tập đoàn Long Thần sẽ do con phụ trách toàn bộ. Hồ Bảo, chuyện Long Thần không phải đã nói rồi sao? Ngoại trừ Hồ Như, toàn bộ Hồ gia, ai họ cũng không chấp nhận. Bây giờ con thay thế làm người phụ trách dự án, họ sẽ đồng ý chứ? Mẹ, với số tiền tham ô 1 tỷ, mẹ nghĩ Long Thần sẽ bỏ qua cho nó sao? Vụ tham ô lớn như vậy, cả Long Thần, ai dám giữ lại Hồ Như chứ? Trừ phi là ông chủ của Long Thần, nếu không thì không ai dám giữ nó đâu. Hồ Như, đến bây giờ cháu vẫn không chịu thừa nhận chiếc xe này và căn biệt thự là do cháu tham ô rồi mua, đúng không? Đều là của Lý Tuấn. Cháu không tham ô. Chứng cứ rành rành. Hồ Như, cô vẫn chối sao? Lấy cây gậy đầu rồng ra đây. Hồ Như, bà hỏi cháu lần cuối, xe hơi và biệt thự rốt cuộc là như thế nào? Xe và nhà này đều là của Lý Tuấn. Cháu không tham ô. Đúng là bướng bỉnh. Gậy này, bà đánh cháu vì cháu dối trên lửa dưới, bại hoại gia phong. Gậy này, bà đánh cháu vì cấu kết với người ngoài, làm hại Hồ gia. Gậy này, bà đánh cháu vì đã biết sai còn cố tình phạm lỗi, bất kính với tổ tiên. Chuyện cháu không làm thì cho dù cháu có quy tiên cũng sẽ không thừa nhận. Nếu cháu còn cố chấp thế này thì bà, hôm nay bà phải, bà nội, bà phải đánh cháu. Nếu như hôm nay bà đánh Hồ Như thì cũng chẳng giải quyết được gì. Điều quan trọng nhất lúc này chính là chủ động báo cho tập đoàn Long Thần. Đừng đợi đến khi tập đoàn Long Thần tự tìm ra, đến lúc đó toàn bộ Hồ gia chúng ta sẽ toi đời. Đúng vậy, mẹ. Chủ động làm rõ mọi thứ sao? Hồ Vân, như vậy có mạo hiểm lắm không? Mẹ, Hồ Vân nói đúng đấy. Chúng ta phải nhanh chóng giải thích rõ ràng với tập đoàn Long Thần. Giao Hồ Như cho tập đoàn Long Thần xử lý. Muốn xử lý thế nào đều tùy bọn họ. Như vậy ít nhất có thể giải vây cho Hồ gia. Đúng vậy, mẹ. Một mình Hồ Như đi tong thì không sao, nếu liên lụy đến Hồ gia chúng ta vậy thì lợi bất cập hại rồi. Hồ Bảo, vậy con nói xem tiếp theo phải làm gì? Gửi toàn bộ chứng cứ tham ô và hình Hồ Như quỳ ở nhà qua email cho tập đoàn Long Thần, nói rằng khi chúng ta kiểm tra nội bộ đã phát hiện nó tham ô hối lộ số tiền vô cùng lớn, bây giờ đã khống chế nó rồi, sẵn sàng giao cho tập đoàn Long Thần xử lý. Đúng vậy, cứ nói là chúng ta đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc với Hồ Như, đồng thời đã cách chức nó. Bà nội, chuyện này nói không chừng là một cơ hội cho Hồ gia chúng ta. Bà nghĩ xem, chúng ta chủ động tự kiểm tra, vì đại nghĩa diệt thân, cho dù là cháu gái chúng ta cũng sẽ không bao che. Nếu Long Thần biết, nói không chừng sẽ tin tưởng Hồ gia chúng ta hơn. Hồ Như, cháu đừng trách bà nội tàn nhẫn, đây đều là do cháu tự gây ra. Bà nội, cháu cũng là cháu của bà, cháu không có làm. Im đi, sắp toi rồi mà còn ra mồm. Hồ Bảo, chuyện này giao cho con, làm ngay đi.
Hồ bảo, làm xong chưa? Mẹ, cứ yên tâm, đã làm xong rồi. Nếu như không có vấn đề gì, tập đoàn Long Thần chắc hẳn đã nhận được tin Hồ Như tham nhũng và bị xử phạt rồi. Bây giờ chúng ta cứ ngồi đây đợi Long Thần phái người đến thôi. Tốt, tốt lắm. Hồ bảo, sau chuyện này con sẽ thay thế vị trí của Hồ Như. Lần này con đã lập nên công lớn cho Hồ gia rồi. Mẹ, đây là việc con nên làm mà. Không giống như ai kia qua cầu rút ván, ăn cây táo rào cây sung. Cái gì? Láo tuét. Mau gửi tất cả thông tin qua cho tôi liền đi. Chúng tôi đang giữ Hồ Như vì tội tham nhũng. Hồ gia, sao họ dám làm vậy? Không được rồi, mau đi qua đó giải cứu Hồ Như. Vâng. Mẹ, nếu như lát nữa người của Long Thần đến trông thấy Hồ như thế này, nhất định bọn họ sẽ khen ngợi việc làm của con. Nói không chừng Hồ gia nhờ vậy mà được khen thưởng, nhận được sự tín nhiệm của Long Thần. Giỏi lắm. Hồ bảo, vẫn là con thông minh sáng suốt. Bà nội, bác cả nói đúng đó. Chúng ta đã giúp Long Thần giải quyết được một mối nguy lớn như vậy, Long Thần chắc chắn sẽ cảm ơn Hồ gia chúng ta rất nhiều. Đúng đó, nói không chừng tập đoàn Long Thần sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta nhiều hơn. Long Thần đại nhân đến. Hộ pháp đại nhân, thật không ngờ cô cũng đến đây sao. Đại nhân, Hồ Như này đúng là gan to bằng trời. Hồ Như đã lợi dụng lòng tin của cô, dám lạm quyền thế này khi hợp tác với Long Thần, thông đồng cấu kết với bên ngoài, quả thật là khiến trời đất phẫn nộ. May mà tôi phát hiện ra kịp thời và trừng phạt cô ta. Nếu không thì tập đoàn Long Thần sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn nữa. Vậy tôi có nên khen ông đã làm rất tốt không? Hộ pháp đại nhân, tôi không ngờ lại làm phiền cô phải đến đây. Hồ Như, Lý Tuấn, em không có tham nhũng, anh biết mà. Lý Tuấn, còn cậu nữa, chắc chắn là cậu đã xúi giục Hồ Như tham nhũng. Lý Tuấn, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Đại nhân, cô xem, Lý Tuấn không những xúi giục Hồ Như tham nhũng mà cậu ta còn không coi cô ra gì cả. Hôm nay ông chán sống rồi chứ gì. Hộ pháp đại nhân, người tham nhũng là Hồ Như và Lý Tuấn, không liên quan đến Hồ Bảo. Có phải cô nhầm lẫn gì rồi không? Tham nhũng? Ai tham nhũng hả? Đương nhiên là Hồ Như và Lý Tuấn. Tấm hình chiếc siêu xe và căn biệt thự đế vương đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vớ vẩn, siêu xe và biệt thự đế vương đều là của Lý Tuấn. Anh ấy chính là chủ tịch của tập đoàn Long Thần. Chẳng lẽ không mua được một chiếc xe nát và căn biệt thự sao? Cái gì? Lý Tuấn lại là chủ tịch tập đoàn Long Thần sao? Một lũ ngu có mắt như mù. Nếu không phải nhờ cô Hồ Như thì bà nghĩ Hồ gia mấy người là cái thá gì hả? Lý Tuấn, trước đây là bà nội quá hồ đồ, cứ nghĩ là chiếc siêu xe đó và biệt thự đế vương là cháu với Hồ Như mua bằng tiền công quỹ. Chuyện này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Mấy người đã đánh Hồ Như đến mức này,
con nói với tôi chỉ là hiểu lầm. Tô Nguyệt nói với tập đoàn Long Thần chấm dứt mọi hợp tác với Hồ gia. Với lại, nói với bên ngoài, sau này nếu ai dám hợp tác với Hồ gia, chính là chống lại Long Thần. Vâng. Bà nội, nếu như Lý Tuấn không tha cho chúng ta, vậy hợp tác của chúng ta với Long Thần, nó thực sự sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Sợ cái gì chứ? Cho dù Lý Tuấn có lợi hại, cũng chỉ là sếp của Long Thần thôi mà. Đối tác làm ăn của Hồ gia đâu chỉ có một mình Long Thần. Chẳng lẽ cậu ta thật sự có thể cắt đứt mọi hợp tác của bên ngoài với Hồ gia sao? Phải đó. Dù Lý Tuấn có lợi hại, nhưng không lợi hại đến mức có thể ra lệnh cho các tập đoàn được. Không biết trời cao đất dày. Chủ tịch, không hay rồi. Các tập đoàn đòi cắt đứt mọi hợp tác với Hồ gia chúng ta, còn yêu cầu chúng ta nhanh chóng thanh toán số nợ trước đây. Cái gì? Mẹ, Đế Vương Hán Dương gọi điện đến, nói muốn hủy hợp tác với Hồ gia. Bà nội, tập đoàn Quân Lâm cũng muốn hủy hợp tác với chúng ta. Cái gì? Ngoài ra còn có tập đoàn Cửu Long, tập đoàn Lang Sơn và cả công ty Bình Nguyên. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Mẹ, bạn của con ở Long Thần nói Lý Tuấn đã ra lệnh, nếu ai dám hợp tác với Hồ gia, chính là muốn chống lại Long Thần. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Biết bao nhiêu công ty, sao tất cả đều nghe lời Lý Tuấn vậy? Im đi. Đúng là vô dụng. Nếu không phải tại con, thì đã không xảy ra chuyện như này. Mẹ, vậy mẹ nói đi, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao hả? Tất nhiên là xin lỗi rồi. Hôm nay dù có phải quỳ xuống dập đầu, cũng phải năn nỉ Hồ Như tha thứ cho con. Nếu không, con tự dọn đồ ra khỏi Hồ gia đi. Vậy con, nếu như Hồ Như không tha thứ cho con thì sao? Con là bác cả của nó, đến tận nơi xin lỗi, nó không tha thứ thì coi sao được. Đừng nói nhảm nữa, qua đó xin lỗi đi. Mau lên. Điện chủ đã làm theo lời của anh, cắt đứt mọi hợp tác của bên ngoài với Hồ gia rồi. Điện chủ, tôi có chuyện muốn báo cáo. Có chuyện gì? Điện chủ, lần này tôi lên kinh gặp Thánh Thượng. Quốc chủ đã biết là anh đã từ biên giới trở về, đặc biệt phong cho anh chức Tịnh Kiên Vương Đại Hạ. Ngày mai sẽ tổ chức lễ sắc phong, tôi sẽ tuyên bố với mọi người. Được rồi, tôi biết rồi. Điện chủ, đây là danh sách cấu kết tạo phản của tam đại gia tộc, mời anh xem qua. Tuyệt mật. Danh sách cấu kết với địch, chứng cứ rành rành. Thông báo xuống dưới, cho những người đứng đầu và con cháu của họ vào tù hết đi. Giao nộp toàn bộ tài sản. Đi đi. Ra ngay. Hồ Như, có chuyện gì? Hồ Như, hôm nay bác cả hiểu lầm cháu rồi. Bác cả quỳ ở đây, xin lỗi cháu. Hồ Như, hôm nay bác làm như vậy cũng chỉ vì sợ cháu phạm sai lầm thôi. Cháu phải hiểu, bác đánh cháu, nhưng lòng bác đau như cắt. Đây là thái độ ông dùng để xin lỗi sao? Ông nên cảm thấy biết ơn, vì Hồ Như là người của Hồ gia. Nếu không, Hồ gia sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại đâu. Còn về lời xin lỗi của ông, Hồ Như không chấp nhận, tôi thì lại càng không. Việc tôi cắt đứt mọi con đường làm ăn của Hồ gia với toàn bộ Giang Thành chỉ là lời cảnh cáo thôi.
nếu dám có lần sau thì Hồ gia sẽ tan biến vào hư không đấy. Alo, ai vậy? Hồ Như hả? Cô vẫn khỏe chứ? Phim được Tiêu Đức Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu. Anh gọi cho tôi làm gì? Có gì nói mau đi. Không biết nhẫn nại gì cả. Hồ Như này, mạng sống của người Hồ gia cô đang nằm trong tay tôi đấy. Không tin thì cô nghe thử xem. Hồ Như ơi, là bác cả đây. Cứu bác với. Chúng ta là người thân mà. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Làm gì hả? Một mình cô đến Tiêu gia. Đừng có bép xép với Lý Tuấn. Nếu không, tôi sẽ hóa kiếp cho ông ta. Ăn. Điện chủ, bữa tiệc đã chuẩn bị hoàn tất. Đại quân cũng đã tập kết đông đủ. Chỉ đợi lệnh của anh nữa thôi. Vất vả rồi. Nhưng mà còn một việc nữa. Nói đi. Cô Hồ Như bị Tiêu Đức bắt cóc rồi. Cô nói cái gì? Hai tiếng trước, Hồ Bảo với Tiêu Đức đã liên kết, lợi dụng lòng tin của Hồ Như lừa cô ấy ra khỏi biệt thự, đến Tiêu gia mất rồi. Tiêu Đức, cậu chán sống rồi. Điện chủ, có cần tôi? Không cần đâu. Đích thân tôi sẽ đi. Con khốn, đến cuối cùng cô vẫn rơi vào tay tôi thôi. Cứu tôi với. Ai đó cứu tôi với. Đây là nhà tôi. Cô có kêu khản họng, e là cũng không ai tới cứu đâu. Anh muốn làm gì? Anh không sợ Lý Tuấn đến lấy mạng anh sao? Lý Tuấn hả? Cho hỏi, cô có biết cậu ta đang ở đâu không? E là cậu ta mà đến được đây, cô đã biến thành cái xác khô rồi. Quên nói cho cô biết, suýt thì quên mất chuyện quan trọng. Tất cả mọi việc tối nay đều là do bác cả của cô một tay lên kế hoạch đấy. Muốn trách chỉ có thể trách cô gia môn bất hạnh. Anh muốn làm gì tôi? Làm gì hả? Đương nhiên là làm thịt cô rồi. Nếu không thì lãng phí mất ý tốt của bác cả rồi. Con khốn, khỏe phết nhỉ? Không sao, tôi thích. Tôi thích nhất là thuần phục ngựa hoang đấy. Dừng tay lại. Thằng nào vậy? Lý Tuấn. Lý Tuấn. Chồng ơi, Lý Tuấn, cứu em. Cậu đừng lại đây. Hồ Bảo, tôi phải lấy mạng ông. Lý Tuấn, ngốc quá, anh về rồi đây. Lý Tuấn, sao cậu cứ thích chống đối tôi vậy hả? Đợi anh chút nhé. Lý Tuấn, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Lý Tuấn, cậu định làm gì? Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng có ý đồ gì với Hồ Như. Nhưng cậu dám to gan như vậy, xem ra tôi phải dạy cho cậu một trận nhớ đời rồi. Đây là Tiêu gia đấy nhé. Nói cho cậu biết, cậu dám nể tình cậu không phải là người chủ mưu, tôi tha cho cậu một mạng. Nếu còn có lần sau nữa, tôi sẽ tiến cậu xuống địa ngục.
Hầu như, đến đây là an toàn rồi. Lý Tuấn, anh đừng đi. Anh đừng để em một mình mà. Em sợ lắm. Hầu như, anh... Đồ ngốc. Trước giờ vẫn chưa tìm được cơ hội cầu hôn em. Sáng mai anh sẽ cho em một danh phận. Lý Tuấn, em đợi anh. Lý Tuấn, đây là đại lễ phong vương đấy. Người đến dự đều có gia thế khủng. Cậu có tư cách gì? Có vẻ trận đòn hôm qua vẫn chưa đủ đô với cậu. Cậu lấy đâu ra can đảm mà đứng đây quát tháo tôi? Lý Tuấn, đây là đại lễ phong vương. Điện chủ đại nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế nào? Cậu dám động tay với tôi hay sao? Lý Tuấn, tôi liều mạng với cậu. Hộ pháp đại nhân đến. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Lý Tuấn, cậu đợi đấy. Cậu dám động tay động chân ở nơi long trọng thế này, để tôi xem cậu hoành hoang được bao lâu. Hộ pháp đại nhân, tôi muốn tố cáo một người. Người này dám ngang nhiên gây rối ở đại lễ, tôi không thể tha. Là kẻ nào có lá gan đó? Là cậu ta. Tên cặn bã Lý Tuấn này, hắn chính là vô pháp vô thiên mà. Đúng vậy, chúng tôi đều thấy hết. Lý Tuấn dám động tay ở nơi này, rõ ràng là xem thường nguyên soái, xem thường điện chủ. Tôi đề nghị nghiêm phạt Lý Tuấn. Vậy ông nói xem phạt thế nào đấy? Hóa kiếp cho cậu ta. Hóa kiếp đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Chính xác. Cái tên qua trời bằng vung này dám bất kính với điện chủ, có phân thành trăm mảnh cũng chưa đủ. Nghiêm trị anh ấy, các người có tư cách gì chứ? Không phải chứ, hộ pháp đại nhân, kẻ xem thường điện chủ là cậu ta mà, không phải chúng tôi. Tường Nguyệt, cô thiên vị Lý Tuấn như vậy, không lẽ cậu ta là họ hàng của cô sao? Họ hàng hả? Tường Nguyệt, đừng tưởng cô là hộ pháp đại nhân thì muốn làm gì cũng được. To gan dám bất kính với điện chủ, điện chủ mà đến đây sẽ lập tức cách chức hộ pháp của cô đấy. Im miệng, nghe lệnh. Truyền lệnh đại hạ, từ hôm nay xóa sổ tứ đại gia tộc ra khỏi Giang Nam, không được trở về. Toàn bộ tài sản phi pháp xung công quỹ, hủy bỏ mọi chức vụ đang đảm nhiệm. Con cháu ba đời không được tham gia chính trị. Tất cả người có liên quan bị lưu đày biên giới. Nực cười, cậu nghĩ cậu là ai mà đòi xóa sổ chúng tôi? Cậu nghĩ cậu là điện chủ đại nhân sao? Không tự nhìn lại xem mình có thân phận gì, có tư cách gì? Thưa điện chủ, Kiếm Long Vương đây. Sao Lý Tuấn có thể? Hơn nữa hộ pháp đại nhân cũng không hề phản đối. Sao có thể chứ? Tiềm Long điện chủ, Lý Tuấn, Phòng Thiên Tước, Tịch Kiên Vương. Cậu là Tiềm Long điện chủ sao? Không thể. Cậu ta sao có thể là Tiềm Long điện chủ được? Tiềm Long điện chủ, Lý Tuấn, sao Lý Tuấn có thể là Tiềm Long điện chủ được? Mọi người, tôi chính là Tiềm Long điện chủ, hiện là Tịch Kiên Vương của đại hạ. Tôi có tư cách tiến hành tuyên bố đối với
tứ đại gia tộc rồi chứ. Cái đó thật ra, Tịnh Thiên Vương đại nhân, chúng tôi có mắt như mù, mong điện chủ đại nhân bỏ qua cho. Đúng, đúng vậy, mong Tịnh Thiên Vương tha mạng. Tất cả là lỗi của chúng tôi. Sai rồi, nước tứ đại gia tộc các người vì lợi ích của gia tộc mà cấu kết phản quốc, đút lót hối lộ. Lúc các người tự cho mình quyền, đưa con cháu vào bộ máy chính trị, sao không biết sai đi? Điện chủ, gia đình tôi đồng ý giao nộp toàn bộ tài sản cho quốc gia. Điện chủ, gia đình tôi cũng chấp nhận giao ra toàn bộ tài sản. Xin điện chủ tha cho chúng tôi, tha cho các người sao? Muốn giữ mạng sống, các người phải hỏi xem dân chúng của Giang Thành có đồng ý hay không. Người đâu? Nhốt hết bọn họ lại cho tôi. Dẫn đi. Đừng mà. Điện chủ, Tịnh Kiên Vương, bọn họ đồng ý rồi mà. Điện chủ tha mạng, xin tha mạng. Một đám không biết trời cao đất dày. Tịnh Kiên Vương điện hạ đứng trước mặt, còn không mau quỳ xuống. Cái này, tôi đã làm sai chuyện gì? Điện chủ đại nhân, hóa ra là cháu sao? Thế mà bà lại có mắt không tròng như thế. Mọi người, hôm nay tôi tổ chức buổi lễ này là muốn báo với toàn bộ Giang Thành, Lý Tuấn tôi chính là Tịnh Kiên Vương mới của đại hạ. Tham kiến Tịnh Kiên Vương. Xin tham kiến Tịnh Kiên Vương. Cuối cùng anh đã có thể nói ra thân phận thật rồi. Cảm ơn sự đồng hành của em, Hồ Như. Hôm nay anh đã chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt. Hồ Như, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Hồ Như, cả nhà sai rồi. Hồ gia sai hết rồi. Nhưng mà cháu có thể tìm được hạnh phúc của mình thì bà nội cũng được an lòng. Vương Lan này. Vâng, mẹ cứ nói. Từ nay về sau, Hồ gia sẽ do Hồ Như lo liệu. Con nghe rõ chưa? Vâng. Vậy khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ đây? Ngay bây giờ. Người đâu? Chuẩn bị hôn lễ. Vâng.